Ja, ja. Ja, tiễn là đèn đoạn luôn. Ok. Giết. Ê, ê, để tôi. Nãy đang ứng tôi chơi rồi, é ác thì chơi. Tất có thủy. À vậy limit thôi mà, lại limit. Chơi nhiều hay đấy. Nhưng mà được gì đâu. Mày đi đây là mày chết rồi. Phải lên top. Dạ. Lính đông quá. Hồi đó nãy mình lắp sớm là mình nặng đó. Anh này chơi kiểu fit to win đó ta. Ác thì chơi. Hello.
này cấp 6 nó đánh cũng thốn, nó dở đâu. Đầu game nó yếu yếu rồi. Đây đây về 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 xin tới đá vô đầu bây giờ xin đang rồng cái gì này. Tiếp rồi, tiếp rồi. Trời ơi. Mày không ra cho này. Rồi, ra ngoài luôn. Này em dắp gai gì đây? Đi với B, em dắp gai. Tôi cũng lại luôn à. Ê ê quê 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 sệ quê sệ hắn nó chơi chiều cuối cùng phá trụ rồi. Ok sao làm biết không lên nhẫn à, nhẫn gì quỷ này mới phút thứ 10 mà nó gần 2 đồ anh em. Nào ta, mới thấy muốn nào bóng nào ta. Anh xin à. À thằng AD đó.
Giữ nhà hóa trụ quá. Ơi mất rồng rồi. Rồng rồi mấy ông ơi, mấy ông mỗi rồng luôn, chơi em mỗi rồng à. Thôi còn lửa ăn cũng được. Ở đây ba đồ kìa, cũng 14 ba đồ phải. Đó là thích đào hả? Ngon. Ê. Em này vậy chứ cũng khó ăn nha. Giỡn đâu. Hai đồng rồi.
thằng đó phải ổ thằng mít đẩy ghê nha. Ồ nó hút ngoài đề luôn. Gửi không mày gửi không. Ê gồng 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 cái nữa. Nó phải ăn bao nhiêu luôn rồi trời, ủ quá. Ăn rồng đi cũng đánh thôi, đánh dễ.